Sài Gòn nằm ở trung tâm Nam Bộ, tiếp giáp 4 tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An và có 15 km bờ biển. Sài Gòn luôn là một trung tâm phát triển nhất ở Việt Nam. Vào mùa xuân năm Mậu Dần cách đây hơn 300 năm, 1698, Chúa Nguyễn cử thống suốt Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược đất phương Nam. Căn cứ vào tình trạng dân cư, các hoạt động kinh tế, Nguyễn Hữu Cảnh đã lấy đất nông nại làm huyện Phước Long, dựng dinh trấn biên, lập xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng phiên trấn. Mỗi dinh đặt chức lưu thủ, cai bộ và ký lục để cai trị. Đến nay, Sài Gòn là một thành phố cảng có cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện, đội ngũ nhân lực dồi dào, tài nguyên thiên nhiên phong phú. Người Sài Gòn cởi mở, dễ mến, chịu làm mà cũng chịu chơi. Họ sống năng động, phóng khoáng giữa thiên nhiên hai mùa nắng mưa. Có cả ngàn cách làm ăn kiếm tiền, song cũng có cả ngàn cách ăn chơi, hưởng thụ đời sống. Chúng ta hãy cùng người Sài Gòn đi vào thế giới ẩm thực của họ, mà đầu tiên là thói quen ăn điểm tâm. Người Sài Gòn trung lưu đến nay vẫn giữ sở thích điểm tâm sáng,